bây giờ con người sinh ra ai cũng phải lớn lên, thấy không? Yeah. Rồi từng được phải già, mà già thì đau yếu bệnh hoạn, mà đau yếu bệnh hoạn thì tất nhiên là chết. Yeah. Vậy đó mà không thức tỉnh, bây giờ còn dặn vợ con phải làm chuyện này chuyện kia, lo cái chuyện ở thế gian không? Yeah. Đùng một cái khi mà tử thần đến, sắp đi rồi vô cùng hối tiếc, nghĩa là nhìn thấy cửa nhà con vợ vô cùng thương tiếc, không làm sao sốc được. Yeah. Yeah. Giống như cái nước cờ chiếu bí sắp bị mà người ta chiếu bí thua rồi nè, mà lo đi ăn con chốt không à, lo chịu. Danh lo tợi lo tình lo nhà cao cửa rộng lo ruộng vườn dân dân đó, không chịu quay đầu ha, không chịu quay đầu, rồi lại cũng giống như chạy theo mấy cái đó đó, giống như đi ăn con chốt hả? Dạ. Mà cái chết trước mắt đây, sanh tử mà không biết giải quyết. Chết rồi, vậy còn với anh Tấn Dũng lan con chốt không đây nè. cái đó là nói cái lý chung tất cả mọi người nhân loại. Dạ. Và nói thêm một cái nữa, tức là cái cuộc biến chuyển của thế giới, của xã hội. Bây giờ là Covid nó không biết nó chiếu mình ngày nào. Yeah. Thấy không? Bởi vì toàn cầu nó đang hết trơn rồi. Yeah. Đang chịu khổ đủ thứ hết trơn rồi. Mà bây giờ đây gọi là không có lo để mà phòng ngừa. Mà hỏi giờ chứ chính phủ người ta kêu gọi 5K ly ca giãn cách này kia này nọ đó. Mình cứ lòn lòn mình đi kiếm cái chuyện lợi ích hoài. Hoặc là ví dụ ở gần biên giới rồi thấy cái này là trống trải dễ ăn quá, đi kiếm đồ ăn, thấy không? Yeah. Giống như cái chết bên sắp dưới quý thì không lo, đi ăn mấy con chốt. Dạ. Yeah. Yeah. Và một cái nữa là cái màn hạ nguyên sắp tiêu diệt. Dạ. Yeah. Không? Tất cả nhân loại sẽ trải qua một cái công cuộc biến thiên là gì đâu. Cái nhân quả chúng sanh đã mùi nồi, cái bây giờ họ đang chuẩn bị mà vũ khí đủ thứ hết trơn để họ tắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đi đến nhà của bác Sáu Liêm để nhờ bác Sáu giải đáp những nghi vấn cho Châu Phú hiểu rõ nhiều hơn trong sấm giảng của Đức Thầy. Những đoạn thiên văn giáo lý Châu Phú cũng chưa có hiểu rõ, nên Châu Phú đi đến đây nhờ bác Sáu chia sẻ và giải đáp những nghi vấn dùm cho Châu Phú. Thì hôm nay Châu Phú cũng có đặt máy cho sư huynh Tấn Dũng nhịp cầu nhân ái nữa. Mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho kênh Châu Phú và kênh Tấn Dũng nhé quý vị. Dạ con chào bác Sáu. Dạ mô Phật. Dạ chào Châu Phú. Dạ thưa bác Sáu. Tấn Dũng. Dạ. Dạ thưa bác Sáu, thì hôm nay con đi đến đây thì nãy giờ cũng hai video rồi. Con cũng giờ này còn sớm, con cũng nhờ bác Sáu giải đáp giùm con một nghi vấn nữa ha bác Sáu. Dạ dạ. Bác Sáu hoan hỷ nha. Dạ. Dạ thưa bác, thì trong sấm giảng có câu là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Và câu cờ đã thắt còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi, ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Dạ đó. Con có thắc mắc mấy câu này bác Sáu ơi. Dạ. Con nhờ bác Sáu giải đáp giùm con cái nghi vấn này ha, cho rõ rõ nên con hiểu rồi. Dạ. Tại sao mà nhìn Phật giáo mà tìm cái lý đây. Dạ. Coi tại sao con phải tu hành đây nè. Dạ. Dạ. Thì xin cảm ơn Châu Phú cũng như Tấn Dũng hôm nay đã đến thăm hỏi bác Sáu và để đưa lên những cái điều ở trong giáo lý Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì bác Sáu cũng xin hồi đáp lại cái qua cái sự hiểu biết của mình. Dạ. Để chiêm nghiệm. Dạ. Bây giờ thôi, cái thứ nhất là hai câu nhìn Phật giáo mà tìm cái lý đi. Dạ. Coi tại sao ta phải tu hành đó. Dạ. Thì nơi đây đó bác Sáu xin nói rõ như thế này. Dạ. Với Đức Quỳnh Giáo Chủ, với Đức Thầy đó, Ngài không bao giờ bắt buộc mọi người phải tin Ngài mà chưa hiểu rõ Ngài. Dạ. Cũng như trong cái bài mà trong Nhiệt Thư Thân Sử Kỷ Đức Thầy có nói rõ đó. Dạ. Sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng
các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ độ giúp cho các người. Dạ. Mà trái lại Ngài dạy rằng các người nên hiểu biết phận sự của con người, phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm cái chân tánh của mình, thực hành theo giáo lý của Ngài, thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy đó. Cho nên bây giờ ngày nay qua cái câu, hai cái câu mà Đức Thầy chỉ dạy đó, là chúng ta theo đạo Phật đó, nhìn vào Phật giáo mà tìm cái lý của nó. Cái lý tức là cái chân lý mà Đức Phật đã dạy con mình phải làm cái gì. Tức là như Đức Thầy nói hồi nãy là phải hiểu biết phận sự của con người, phải làm gì trong kiếp sống, và tìm kiếm cái chân tánh của mình, rồi thực hành theo giáo lý của Ngài, thì Ngài sẽ ứng hẳn ủng vào hộ vậy đó. Bây giờ mình biết coi tại sao ngày xưa Đức Phật Thích Ca tu, phải không? Yeah. Thì ngày nay mình tu mình phải làm sao? Đức Thầy nói rõ, Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, phải không? Yeah. Niệm tứ khổ nên Ngài tầm đạo. Trước khi Ngài ra đi đó, Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta, con của vua Tịnh Phạn Vương. Sau khi dụ Ngài dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết của chúng sanh mà không một ai thoát khỏi. Nghiệm tức là nghiệm xét lý tứ khổ đó, chúng sanh phải chịu triền miên khổ thảm vì cái bốn cái sanh già bệnh chết này, hay là thương yêu ly biệt rồi quán ghét lại gặp nhau, rồi cầu muốn không được, ưu sầu lo ngại đủ thứ, tức là bát khổ trong đạo Phật đó. Vậy thì ngày nay đó, Đức Phật Thích Ca ngày xưa tu như vậy, mà ngày nay mình tu làm sao? Mình tìm cái lý coi tại sao, bởi vì chúng sanh chịu triền miên trong cái khổ sanh già bệnh chết lăn lộn hoài, chỉ có bao nhiêu đó, lên lên xuống xuống, chịu luân hồi chuyển kiếp mãi. Vậy thì ngày nay á, Đức Thầy dạy chúng ta là phải nhìn vào Phật giáo, tìm cái chân lý của Đức Phật dạy chúng ta như thế nào. Cái mục đích của đạo Phật ra đời là cắt đứt mọi sự khổ đau, để đem đến cho nhân loại một cái chân hạnh phúc, đó là được giải thoát thành Phật, không còn mắc trong luân hồi sinh tử nữa. Yeah. Vậy thì ngày hôm nay đó, nếu chúng ta theo đạo mà để thờ phượng lễ bái rồi cầu khẩn Đức Phật cứu độ chúng ta là sai, mà là chúng ta phải hiểu biết phận sự con người, phải làm gì. Khi chúng ta đã giác ngộ rồi đó, thì phải thức tỉnh vợ con trong gia đình, thân quyến cha mẹ thức tỉnh. Bởi vì cái cảnh này là tạm giả, ai sanh ra rồi cũng phải già, phải lớn lên rồi phải chết. Tất cả những cái lăn lộn quanh quẩn trong cái sự khổ thảm hoài, mà nếu chúng ta còn mê muội trong chỗ đó thì nghĩa là không xứng đáng là cái con người, cái tín đồ của đạo Phật đó. Cho nên chúng ta khi mà hiểu được giáo lý của nhà Phật là đem đến cho chúng sanh cái chân hạnh phúc, là giải thoát thành đạo, thì chúng ta phải hiểu rõ cái lý của đạo Phật muốn dạy chúng ta là chúng ta phải bỏ sự cái triếu mến giả tạm ở cõi trần, phải ráng tu giác ngộ đặng mà được giải thoát như Phật vậy đó. Cho nên Đức Thầy dạy là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành gì, thì sanh già bệnh chết của mình, vì sanh già bệnh chết của mọi người cho nên chúng ta phải tu. Và cái mục đích của sự tu là gì? Đức Thầy nói tìm kiếm cái chân tánh của mình. Chân tánh tức là cái tánh thật, phải không? Đó. Rồi làm theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật thì Đức Phật sẽ hướng dẫn và ủng hộ chúng ta vậy. Cho nên qua hai câu nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành, Đức Thầy muốn khai mở cái chánh kiến cho chúng ta theo đạo Phật một cách chân chánh. Đừng theo một cách mù quáng, thấy người ta Phật thờ Phật rồi mình lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu Phật như thế nào. Nghĩa là hay là thấy người ta theo đạo mình theo người ta mà chưa biết cái giáo lý đó như thế nào. Yeah. Thì không nên. Cho nên trước khi thờ học đạo nào hay theo ông thầy nào, chúng ta phải suy gẫm cho kỹ càng, chừng hiểu biết rõ ràng chúng ta sẽ hành theo đạo đạo đó, ông thầy đó. Chẳng được như vậy, dầu mình theo đạo rất chánh đáng hay là ông thầy rất thông minh thì không có ích cho mình hết trơn, bởi vì mình theo một cách mê mờ. Dạ. Thôi đại khái thì cảm ơn bác Sáu. Còn cái câu mà cờ đã thắt còn chờ nước chiếu mà còn ăn con chốt làm chi? Nước chiếu ăn con chốt chi bác Sáu? Cái này cũng là mượn sự để mà diễn lý. Dạ. Không? Bây giờ ai mà biết đánh cờ tướng đó thì dạ, bây giờ hai bên mà đang dàn trận mà đánh với nhau đó, cái bên kia người ta đã ra là sửa soạn chiếu bí này nè. Dạ. Không? Nhưng mà cái ông phía bên này nói nước đỏ nước trắng đó, thấy không? Dạ. Nước trắng sửa soạn chiếu bí nước đỏ, rồi nước đỏ không biết mà cứ đi lựa coi mấy con chốt, tức là những cái con không có ra gì hết trơn á. Dạ. Mà ăn tới chừng ta chiếu bí cái thua, bằng cờ không còn gỡ được. Dạ. Đó là cái sự nó như thế vậy. Dạ. Bây giờ ngày nay đây nè, bây giờ mình coi coi mình có bị chiếu bí không. Bây giờ con người sinh ra ai cũng phải lớn lên, thấy không? Yeah. Rồi từng tự phải già,
mà già thì đau yếu bệnh hoạn, mà đau yếu bệnh hoạn thì tất nhiên là chết. Đó. Vậy đó mà không thức tỉnh, bây giờ còn dặn vợ con phải làm chuyện này chuyện kia, lo cái chuyện ở thế gian không. Đùng một cái khi mà tử thần đến sắp đi rồi, vô cùng hối tiếc, nghĩa là nhìn thấy cửa nhà con vợ vô cùng thương tiếc, không làm sao sống được. Giống như cái nước trời chiếu bí sắp bị mà người ta chiếu bí thua rồi nè, mà lo đi ăn con chốt không à. Lo chịu. Danh lo tệ lo tình lo nhà cao cửa rộng lo ruộng vườn dân đó, không chịu quay đầu ha, không chịu quay đầu rồi lại cũng giống như chạy theo mấy cái gì đó đó, giống như đi ăn con chốt hả. Mà cái chết trước mắt đây, sanh tử mà không biết vậy chết là vậy. Còn với anh Tấn Dũng là ăn con chốt không đây nè. cái đó là nói cái lý chung tất cả mọi người nhân loại. Và nói thêm một cái nữa, tức là cái cuộc biến chuyển của thế giới, của xã hội. Bây giờ là Covid nó không biết nó chiếu mình ngày nào, thấy không? Bởi vì toàn cầu nó đang hết trơn rồi, đang chịu khổ đủ thứ hết trơn rồi, mà bây giờ đây gọi là không có lo để mà phòng ngừa. Mà hỏi giờ chứ chính phủ người ta kêu gọi 5K ly cái giãn cách này kia này nọ đó, mình cứ lòn lòn mà đi kiếm cái chuyện lợi ích hoài. Hoặc là ví dụ ở gần biên giới rồi thấy cái này là trống trải dễ ăn quá, đi kiếm đồ ăn, thấy không? Giống như cái chết bên sắp chiếu quý thì không lo đi ăn mấy con chốt. Và một cái nữa là cái màn hào ngân sắp tiêu diệt. Thấy không? Tất cả nhân loại sẽ trải qua một cái công cuộc biến thiên. Là gì đâu, cái nhân quả chúng sanh đã mùi nội cái bây giờ họ đang chuẩn bị mà vũ khí đủ thứ hết trơn để họ sắp tiêu diệt lẫn nhau đó. Tai nạn mà bằng khoa học thì thần thánh cũng châu mày. Tình thương nhau chấm dứt thì tiêu diệt chỉ phút giây. Thấy cái đó mà không chịu lo tu hành, không lo lập công bồi đức, mà cứ lo chạy theo danh lợi, cũng giống như là cờ đã thất, thấy không? Sắp chiếu bí rồi mà không chịu lo gỡ nước cờ chiếu bí này để đi ăn con chốt. Cho nên Đức Thầy kêu gọi ai là người quân tử tu mi, tức là cái người quân tử tu mi là cái bậc có trí thức, nhận thức thấy rõ được, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Không? Tức là lo tu đi, để làm chi? Để chừng lập hội, tức là hội Long Hoa đó, khỏi thùa khỏi thẹn. Tới cái ngày mà Phật lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi đó, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo rồi định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Tới chừng đó mình ăn năn thì đâu còn gì nữa, ăn lát ăn gì cũng không kịp nữa, chứ nói gì tới củ năng, phải không? Cho nên bây giờ đó là ai là người quân tử tu mi thì phải sớm, tức là chưa đến cái lúc cuối cùng đó, xử thân mình cho vẹn, tức là rước bỏ mọi cái triền phược khó khăn, những cái mà nó đeo níu nó làm cho mình khổ đó, dọn dẹp đi để chừng lập hội mới khỏi thù khỏi thẹn. Bởi vì sao? Phật tiên đã chỉ mình hàng 80 mấy năm rồi, phải không? Mà không lo tu, bây giờ đến nước đó thì để đến việc gian lưng mà chịu, phải không? Chứ không có Phật đâu cứu kịp cho mình được. Vậy thì qua cái câu này đó, tức là mọi cái nó thúc rồi, phải không? Sanh lão bệnh tử thúc rồi, thời cuộc đã thúc rồi, với diễn tiến chiến tranh thế giới nó cũng là sẽ coi chừng nó sẽ bùng nổ không biết lúc nào, phải không? Mà bây giờ mình không lo tu mà cứ lo chạy theo ăn con chốt, tức là ba cái ở thế gian này lo cỡ nào, nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn. Đến nơi cửa thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên ngài, mà tội nhiều thì sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê thì ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn thì tu cầu chư Phật mới cứu ăn linh hồn, chỉ có tội tiêu mới phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn lưng hồi. Vậy thì chúng ta ráng cố gắng, ráng mà lo tu, dứt bỏ tất cả mọi cái thứ là ham muốn ở thế gian, để rồi đến cái ngày cuối cùng chúng ta được về với tiên Phật, hay là về được làm dân ở quân thượng, đó là một điều tốt nhất. Đến đây thì xin cảm ơn và xin kết thúc cái sự đóng góp của chú thì có bao nhiêu ngàn. Hay quá, hay quá. Mong em suy nghiệm. Cảm ơn Bác Sáu rất nhiều. Nam Mô Di Đà Phật, xin kết thúc rồi. Nam Mô Di Đà Phật, tuyệt vời. Bác Sáu ơi, nói con hiểu nhiều hơn. Để bấy lâu nay con đi ăn con chốt hoài luôn. Thưa Bác Sáu, qua cái video này con
Và sư huynh Tấn Dũng cũng chân thành cảm ơn bác Sáu đã chia sẻ cái những cái đoạn mà con và sư huynh không hiểu. Con cũng xin chúc cho bác Sáu có nhiều sức khỏe, an lạc, an lành, an vui nhé bác Sáu. Dạ. Chúc tất cả Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì video Châu Phú đã dài, Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và cũng không quên chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.